Sau cơn mưa lớn, một biệt thự tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Rất may 7 người bên trong căn biệt thự này đã kịp thoát ra ngoài. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, ngày 24 tháng 7. Căn biệt thự của một hộ dân tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn bất ngờ bị đổ sập. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 7 người đang ngủ. Nghe thấy tiếng động và rung lắc, những người này hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố ngôi nhà bị trượt do đất đồi lở. Được biết, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn 1 năm. Trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nền đất sụt lún, cây đổ sập căn biệt thự. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục hậu quả cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.